Shop My Lan Huỳnh xin chào mọi người nha. Đây là mẫu 7mm, mẫu mới về năm nay. Hôm nay em sẽ quay cận cảnh cho mọi người xem. Mẫu này là mẫu liền thân, tay dài, quần dài và liền mũ, giày 7mm của hiệu Elzo. Đây à, họa tiết của nó là màu đỏ ở dọc ở phần cánh tay, hiệu Elzo ở trước ngực. Đây là phần cánh tay màu đỏ 7mm nha mọi người. Và ở cổ tay nó có cái dây kéo. Mẫu này thì có khóa kéo ở cổ tay và cổ chân luôn. Tất cả các mẫu 7mm thì sẽ có dây kéo ở cổ tay và cổ chân cho dễ mặc. Đây là phần mũ của nó nha mọi người. Độ dày là 7mm. Mẫu này thì nó sẽ có cân nặng từ 2,1 kg trở lên, size S là size nhỏ nhất là nặng 2,1 kg, và size lớn hơn thì sẽ nặng hơn nha mọi người. Ở phần đầu gối nó có miếng chống trầy khá là chắc chắn, đường chỉ may cực kỳ chắc chắn luôn nha. Đây, độ dày 7mm. Mẫu này là mẫu đồ lặn giữ nhiệt rất là tốt. Dày 7mm là loại siêu dày nha mọi người. Và chất liệu của mẫu này đó là cao su tổng hợp neoprene. Đây là phía mặt sau lưng, thì ở phía sau lưng nó cũng có một cái họa tiết giống như là mũi tên đó, nó hình màu đỏ. Và cái mẫu này nó ở phần khuỷu tay nó cũng có miếng chống trầy, miếng ở khuỷu tay nó có cái miếng chống trầy như thế này. Và ở phía phần mông, mẫu này đặc biệt, cái mẫu của hiệu Elzo thì ở phần mông nó có miếng chống trầy sau cái mông mình mặc mình nó chống mài mòn đó mọi người. Đây là tổng thể mặt sau của cái áo 7mm. Đây là mặt trong của cái bộ 7mm. Nó có cái lớp lông nhung, nó có cái lớp nhung lông kẻ ô nha mọi người. Nó mặc sẽ rất là ấm luôn. Đây là em đang quay size S nha mọi người. Nó sẽ phủ một cái lớp lông kẻ ô, kẻ sọc ở mặt trong. Mặt sẽ giúp mình giữ ấm tốt hơn. Đây, cái lớp lông nhung kiểu như là kẻ sọc màu đỏ ở phía bên trong. Đây là mặt sau, thì cái phần lớp lông hồng sọc thì nó sẽ lót ở mặt trước và một phần ở sau lưng nha mọi người. Còn phần còn lại thì là lót bình thường. Xin chào.